Lịch thi đấu World Cup 2018 Jail đã chịu rất nhiều áp lực trong những phút đầu trận đấu ở vòng 1/8, khi đội hình DT Mexico được đẩy lên rất cao và luôn uy hiếp khung thành thủ môn Anderson. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, các cầu thủ Brazil tự tin chống đỡ các pha tấn công và tiền đạo Neymar, đúng như kỳ vọng đã tỏa sáng bằng bàn thắng mở tỷ số cùng đường. Kiến tạo cho Roberto Firmino ấn định chiến thắng 2-0 cho sở cao đó sẽ là màn trình diễn ấn tượng và nhận được nhiều lời ngợi khen nếu như Neymar không có những hành động thiếu fair play. Ngôi sao 26 tuổi đã để lại ấn tượng không đẹp với pha ăn và trơ trẽn ở phút 70. Khi đó, Neymar đã tỏ ra rất đau đớn, lăn lộn trên sân sau pha tranh bóng ngoài đường biên với Miguel Layún của Mexico. Pha bóng quay lại cho thấy, dù cầu thủ của Mexico đã đạp kín Neymar, nhưng điều đó là không đủ khiến số 10 của Brazil lăn lộn đau đớn đến vậy. Chứng kiến màn ăn và trơ trẽn của Neymar, nhiều cựu danh thủ, những bình luận viên bóng đá đã lên tiếng chỉ trích cầu thủ này. Cựu thủ thành của M.U và DT Đan Mạch, Peter Schmeichel là người gay gắt nhất. Neymar ăn và thô thiển trong trận gặp Mexico, thật khó chịu khi xem cách anh ta cố gắng câu thẻ phạt. Có lẽ cậu ta sắp chết, tôi nghĩ Neymar sẽ được đặt trên cáng, sau đó được đưa vào trong xe cứu thương và không bao giờ nhìn thấy nữa, cựu danh thủ Peter Schmeichel chia sẻ. Anh có thấy Cristiano Ronaldo làm điều đó không? Không. Vì anh ta đã học được điều này từ khi còn trẻ ở. Thủ thành huyền thoại của M.U nói thêm. Không những thế, Peter Schmeichel còn lên tiếng chỉ trích FIFA vì để tình trạng này diễn ra. Ôi chúa ơi, Neymar thậm chí còn giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Mexico. Theo tôi, FIFA nên xem cách cậu ta hành xử trong trận đấu. Tôi không tìm thấy bất cứ lý do nào để cậu ta có được danh hiệu đó. Gianni Infantino, chủ tịch FIFA đang ở sân vận động và họ phải nhìn vào những gì đang diễn ra. Tôi khiếu nại với FIFA. Đó không phải là điều chúng ta muốn thấy trong bóng đá. Chúng ta có VAR, chúng ta phải tránh những tình huống như thế này. Nó thu hút rất nhiều sự chú ý và tất cả những đứa trẻ đang theo dõi. Nó không tốt, nó không phải là những gì chúng ta muốn trong bóng đá. Huyền thoại người Đan Mạch kết luận, CV Mexico lăn xuống đất, ăn vạ, để chế nhạo Neymar đang tải video vui lòng.